cách đây là năm 20 thì đã mua ở trên công ty cơ sở của anh là một bộ. Dạ, tôi dạ. thấy đẹp quá. Dạ, dạ. Vâng. Đến lúc hoàn thiện xong nhà thì tôi lại nên đặt mua tiếp bộ nữa. Dạ, dạ. Thứ hai vâng. là năm 23 là trong 3 năm là tôi mua 2 bộ. Vâng, xin chào các bác. Và hiện tại thì em đang có mặt ở nhà bác Hà ở thôn Phát Minh, xã Bình Dân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương để bàn giao cho bác Hà một bộ sản phẩm combo là một cái kệ TV hàng hoàng gia siêu dày siêu đẹp và một cái bộ hoàng gia mẫu độc quyền cơ sở nhà em, mặt tràn 4 phân hàng siêu vân. Thì bác Hà là một vị khách rất là đặc biệt, năm 2020 đã đến cơ sở nhà em mua một bộ hoàng gia mặt tràn 4 phân, nhưng nó là cái mẫu cũ coi nhá. Bác đã dùng được 3 năm rồi, thì Tết nó gần giáp Tết cái đây 2 tháng thì bác và gia đình có đến nhà cơ sở nhà em và sử dụng ok và đến cơ sở nhà em đặt thêm một bộ sản phẩm như thế này nữa. Thì hiện tại cơ sở nhà em đã ra một cái mẫu mới đẳng cấp khác biệt như này rồi. Thì bây giờ bàn giao về đây thì cơ sở nhà em xin phép là hỏi xin một vài cái ý kiến của bác Hà để cho quý khách hàng có thể biết được là một khách hàng đã mua 3 năm và quay trở lại mua tiếp của cơ sở nhà em thì sẽ như thế nào. Tôi chào bác Hà. Vâng, chào anh. Vâng, bác Hà cho chú cảm nhận lần trước là bác lên cơ sở nhà chó mua bộ hoàng gia là bác đi với cả mua cho con trai đầu, trai đầu và con trai đầu. Thế lần này thì tôi cũng là xây nhà cho cháu em thứ hai. À, đây là nhà của em thứ hai mà cũng là nhà tôi ở. Dạ, tức là bác ở với em thứ hai. Vâng, đấy. Cách đây là năm 20 thì đã mua ở trên công ty cơ sở của anh là một bộ. Dạ, tôi thấy đẹp quá. Dạ, dạ. Đến lúc hoàn thiện xong nhà thì tôi lại nên đặt mua tiếp bộ nữa. Dạ, dạ. Thứ hai là năm 23 là trong 3 năm là tôi mua 2 bộ. Vâng, vâng. Bác cho tôi hỏi một chút là cái lần trước bác lên và cái lần sau bác lên thì bác có thấy cái sự thay đổi gì của cơ sở nhà đó? Thay đổi nhiều chứ. Dạ, vâng. Thay đổi tất cả mẫu mã đẹp nhiều chứ. Vâng, nó nói thật như thế. Cả cái không gian trưng bày, không gian rộng rãi thì nói chung là trên đấy thì các cơ sở của cháu sản xuất thì không chê được. Vâng, nói như thế. Dạ, dạ. Thì bác trong quá trình tôi cũng đi rất nhiều nơi nhưng mà sao tôi lại bất lại lên trên đấy. Dạ, dạ. Rất là xa, tại vì bác cháu đi đến đây cũng mất 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng. Đi cao tốc và 2 tiếng đến nhà bác. Thì là rất là thân quý khách hàng như bác, là khách quen mà lại đến mua nhà chó mà xa xôi rồi mà đi lại, mà hình như là hôm mộc bác cũng đến bác ký mộc đúng không? Đúng rồi, nên đấy bắt đầu ký mộc. Dạ vâng, bác cũng sắp xếp xem từ mộc. Thì bác cảm nhận như thế nào về cái chất gỗ lúc bác xem mộc về bộ sản phẩm này? Chất gỗ đẹp, nói chung là các anh ấy làm thì đẹp chứ không phải là không đẹp. Vâng, đấy thì đẹp chắc chắn. Vâng. Thì nói chung là 4 phân này thì là không thể chê được. Dạ, dạ. Cái bộ này nếu mà là quay lên tất cả thì ai vào đây ngắm cũng không dám chê một lần nào. Dạ, dạ. Người vâng. Cứ nói thật với nhau là như thế. Vâng, đấy thì bác đấy. Xem mộc bác cũng đã thấy ok mộc rồi thì xem mộc nên thì hoàn thiện lại càng đẹp hơn. Đấy, bác xem hoàn thiện đây thì rồi. Các cái vân veo đây, cái cơ sở rồi, nhà chó thì okay. Cũng là cố gắng là đặc biệt là những khách quen thì cơ sở nhà chó rất là chân quý là chọn gỗ, chọn vân, chọn màu, tức là những cái gì mình tinh quý nhất, đẹp nhất thì chọn trước để dành cho những khách hàng là thực sự là đã mua rồi, đã ủng hộ rồi, đã đặt niềm tin rồi mà lại đặt tiếp, thì nhà chó đây cũng hết sức cố gắng, thì rất mong là gia đình ưng ý. Đấy, bác có thể nhìn xem đấy. Tôi là rất ưng ý rồi. Dạ, dạ. Thì nói chung là không gắn chê. Dạ, cái mùa như thế này. Vâng, vâng. Thì vừa đây mẫu mã vừa chất liệu gỗ. Vâng. Thì đây nhà chó cũng không có gì hơn, thì nhà chó đây có một cái bộ quà tặng. Vâng. Thì cơ sở nhà chó cũng rất là biết ơn khách hàng là mua sản phẩm của cơ sở nhà chó, thì nhà chó tặng 5 món quà này để gọi là chúc cho bác với cả gia đình kinh doanh thì thuận lợi, thì sức khỏe thì là dồi dào và gia đình thì đấy là hạnh phúc. Thì cháu xin phép bác là cháu giới thiệu cái bộ sản phẩm này cho tất cả quý hàng biết nó đẹp như thế nào và nó có gì đặc biệt. Thì cháu xin phép cháu quay video cháu quay cả bộ sản phẩm cho quý hàng được chưa? Vâng, xin chào tất cả quý hàng, và hiện tại em sẽ giới thiệu cho quý khách hàng một bộ combo cơ sở nhà em bán chạy nhất năm 2023 và năm 2024, thì chắc chắn mẫu này cũng sẽ là những cái sản phẩm bán chạy nhất năm 2024. Thì bộ sản phẩm này cơ sở nhà em làm là gồm có một bộ hoàng gia chân 14, bộ 6 món hàng mặt tràn 4 phân, hàng siêu VIP tròn vân và một cái kệ TV siêu dày hoàng gia làm rất là đẹp cây bong và làm tất cả đều được làm bằng gỗ hương đá hàng siêu vân tròn vân. Và bộ sản phẩm này thì cơ sở nhà em là làm cho bác Hà khách quen đấy, đã mua bộ này là bộ thứ hai rồi. Bộ đầu là mua cho con đầu năm 2020 và bộ này là bộ thứ hai mua cho anh thứ hai là năm 2023 đây, và cuối năm cơ sở nhà em sẽ bán ra vào ngày 22 tháng chạp các bác nhá. Các bộ sản phẩm này thì cơ sở nhà em làm các bác nhá, gồm có 6 món, một đoạn này, 2 ghế đơn, một bàn to, một bàn kẹp và một ôn ngồi, bộ 6 món. Và cái kệ tivi này thì cao là tận là 81 và sâu là 50 và dài là 24, hàng siêu dày, tất cả côn tranh dày lăm đấy, cánh tất cả đều được làm
cong toàn bộ các bác nhá. Cánh cong phải dày 4 phân để cánh cong. Đấy, và cánh này cũng được làm dày tận là 3 phân đục cái cong xuống các bác nhá. Đầy đủ khóa kính núm. Đây và rất nhiều ngăn kéo đây, cơ sở anh em làm sơ điêu đẹp từ trong ra ngoài. Chất liệu gỗ hương đá mặt đá này dày của nó là 2 phân, cuốn tranh dày 5. Chân là được làm dạ liền chân cong. Đấy, rất là dẻo như này đẹp. Chân đục hoa hồng. Đấy, cột nó đục bạo hoa là tây. Rất là VIP. Đấy, và đến với bộ ghế này các bác có thể chiêm ngưỡng vân trước đi. Em lướt qua các bác xem cái vân view veo đẳng cấp của bộ sản phẩm này, các bác nhìn đấy đây. Đấy, vân này các bác nhìn này. Các bác chiêm ngưỡng này, cái vách này. Cái vách vân này, cái mặt này, mặt vân này. Đây, cái mặt bên này cũng vân luôn. Và cái ghế đơn này kích thước của nó là mà cao là 1,5 m, sâu là 80 và rộng của bì 1,17 m nhé các bác nhé. Rất sâu, to, dài, rộng và đục là vương miện ở trên này, hoa là tây, hoa hồng. Đục kênh bong sâu xuống tận có những chỗ tận 7 phân. Thì đây là cái lối đục của cơ sở nhà em đục làm rất là kỹ và hàng là hàng mẫu khác biệt hoàn toàn so với những sản phẩm khác trên thị trường các bác nhá. Tê là nguyên khối, đấy, rất là đẹp, rất là VIP. Này các bạn thấy đấy, đục hai mặt đẹp như nhau. Đấy, đục hai mặt đẹp như nhau. Chân là chân 14, yếm 14, rất là đẹp nhá các bạn nhá, khổ trị 2 tầng. Là làm mẫu là đục kết hợp giữa chân và yếm được làm rất là dẻo, rất là đẹp của cơ sở nhà em các bạn nhìn thấy. Và cái bàn cơ sở nhà em đây các bạn nhìn. Đây, đặc biệt cái tay đặt. Các bạn xem cái tay đặt đây, nhà em chọn vân của các bạn nhìn. Cái tay đặt cơ sở nhà em chọn vân thì các bạn nhìn thấy vân nó quằn quại, nó vân vèo luôn, rất là đẹp. Và cái mặt tràn này cơ sở nhà em làm ra sẽ dày 4 phân nguyên 1 tấm, hàng siêu vân. Đấy, cái mặt tràn như này cơ sở nhà em chọn được nó đã vất rồi, bây giờ còn chọn siêu vân như này thì rất là hiếm các bạn nhá. Và tiếp theo thì em giới thiệu các bạn đến cái bàn to. Cái bàn to này cơ sở nhà em làm dài 1,67 m, rộng nó rơi vào là tận là 70 đến 75 phân các bạn nhá, tùy theo khổ gỗ. Thì hiện tại thì cái bàn này cơ sở nhà em làm rộng khoảng độ tầm 70 đến 75 phân, dài 1,67 m và liền khối các bạn. Liền khối như là đã thấy còn chọn vân thì các bạn nhìn vân. Vân của cái bàn này nó cực kỳ đẹp đấy các bạn nhìn này, đục xong rồi nhá, đục rất nhiều như này nhưng các bác vẫn nhìn thấy vân nổi. Tại vì hàng nhà em sơn BUM chống xước nhưng để nguyên vân gỗ, các bạn nhìn thấy đây. Sơn BUM này nó không lộ một tí. Nếu mà có lỗi thì nó sẽ lộ hết lên và nó lồi hết sạch cả vân lên, các bạn nhìn này, từ cái tâm này, tâm rất là nhỏ của vân thì cơ sở anh em làm nó nổi lên. Nó không giống những sản phẩm trên thị trường. Người ta sơn cái màu cánh dán phủ vào vô gỗ thì nó sẽ bị mất vân và dùng một thời gian nó sẽ bị xuống màu. Nhưng mà những sản phẩm này cơ sở anh em làm BUM như này ngồi mãi nó vẫn giống như này. Ngồi mãi nó vẫn giống như này. Đấy, nếu các bác có điều kiện chỉ cần mua một hộp xi khoảng độ 70.000 ở các cửa hàng kim khí, các bác đánh qua một lớp lên thì nó cũng bóng cũng đẹp và vân nó nổi quằn quại lên như mới luôn các bác nhá. Thì cơ sở nhà em cũng đã có clip để hướng dẫn các bác ở trong rất nhiều video cơ sở nhà em hướng dẫn rồi. Và tiếp theo cái bàn kẹp này cũng rất to. Cái bàn kẹp này bình thường người ta làm thì chỉ có là khoảng 40 thôi, nhưng nhà em làm nó rơi vào 50 các bác nhá, rộng thì rộng bằng bàn và mặt tràn tất cả đều 4 phân hết. Và bàn với cả đôn thì cơ sở nhà em bàn và bàn kẹp sẽ được làm ngăn kéo đây để xe bán thuốc ở trong cái cơ sở nhà em làm đây. Sơn rất là đẹp cả hai mặt luôn. Đấy, và đặc biệt đây các bạn nhìn cái đoạn dài này. Đấy, tất cả các cái đoạn dài hiện tại trên thị trường thì người ta làm cái đoạn xương này chỉ là 40 thôi. Thì đây nhà em là làm đục sâu rồi rơi vào tận 7 phân và xương rộng tận là 45 cho đến 55 phân. Và đục có hoa hồng thì các bạn nhìn thấy rất là đẹp. Đấy, hoa là tây và các đường khói này, bình thường các đường khói này người ta sẽ làm các đường vo tròn thì cái máy nó sẽ làm được, và te thì mình mới có thể phải làm T thì nó mới có thể làm được những cái đường khói như này. Đấy, thì cơ sở nhà em cũng là tập trung làm rất là kỹ các cái đường khói như này, vân veo rất là đẹp. Và tay đặt nguyên khối hết cả hai bên nha các bạn nhá. Kích thước đoạn là dài tận 2,6 m, cao là 1,52 m và sâu là 80. Đây mặt. Đây các bạn nhìn này, cái mặt này. Cái mặt bộ sản phẩm này giá trị nhất là cái mặt đoạn và cái mặt bàn này các bạn nhá. Rất là to và mặt đoạn này dài tận là 2,6 m, sâu tận là 70-75 phân và dày tận 4 phân và vén cong dẻo đây các bạn nhìn, vén cong dẻo và cái mặt này được chọn vân các bạn nhá. Cái mặt này bình thường mà chọn được gỗ mà nó đẹp như này đã rất khó rồi. Đây cơ sở nhà em còn chọn được cả vân, các bạn nhìn này. Còn cái điều vân tự nhiên thì nói thật các bác là không thể mua được bằng tiền. Tại vì tất cả những cái mà chiều dày, chiều rộng thì có thể là đặt được. Nhưng mà riêng vân như này thì không thể đặt được, tại vì nó là tự nhiên. Nó giống như vân tay của mình vậy, mỗi một cái cục gỗ nó có vân khác nhau. Nó không thể giống nhau được. Đây chân là chân 14 này, vén cong, yếm cong. Cơ sở nhà em làm rất là cong, veo đẹp, rất là đẹp, chọn vân hết từ trong ngoài. Đây cổ chỉ là 3 tầng yếm chân. Chương, tất cả chương cột đều dày 10 phân hết. Vách giữa lưng là dày đủ 3 phân và chọn vân luôn các bác nhìn. Đây cái vách này, đây chọn vân 3 phân này. Và đặc biệt là nhà em là làm hàng chọn gỗ xỉ. Gỗ xỉ gỗ đẹp nên là cơ sở nhà em mới sơn được BU màu trần. Tức là sơn chỉ màu gỗ thôi. Đấy, màu gỗ như nào thì mình chỉ sơn bóng lên thôi. Chứ không như các cơ sở khác người ta làm các cái sản phẩm mà nó có vết dập, vết nứt hoặc đặc biệt là những vết ghép, vết sâu thối thì người ta sẽ sơn BU đậm lên để phủ hết những cái lỗi đi. Hiện tại cơ sở nhà em đây, bộ sản phẩm này đây, bác Hà và gia đình đã đến ký cả mộc, thì nên là cũng đã biết được chất lượng gỗ cơ sở nhà em làm như thế nào rồi.
Các bác nào mà quan tâm đến bộ sản phẩm này với cái tầm tiền chưa đến 80 triệu thì các bác có thể sở hữu bộ sản phẩm này, thì các bác hãy liên hệ cho cơ sở nhà em qua số điện thoại trên màn hình. Và qua đây thì em cũng xin cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã quan tâm, ủng hộ, đã mua sản phẩm của Đồ Gỗ Yên Phú, đặc biệt là những khách hàng rất là thân thiết như bác Hà đây đã mua 2 lần của cơ sở nhà em rồi. Chúc bác Hà và tất cả quý khách hàng của gia đình em một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Còn bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau. Xin chào.